Dạ rồi, xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú anh chị gần xa yêu thích mai vàng và đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Mai Vàng Bến Tre. Dạ hôm nay thì vườn mai của anh Bình có là một cái clip để giao lưu với cô chú anh chị gần xa. Mình lô mai ghép giống dảo xôm Sài Gòn và cúc hoa hồng Thanh Tú ha. Cây dáng bay rồi nè cô chú anh chị ha. Hàng chuẩn bonsai cho Tết năm 2024. Mình rất mong cô chú anh chị mình vào xem được cây nào giá cả hợp lý, mình ủng hộ cho vườn của anh Bình nha. Dạ rồi, không làm mất thời gian nữa ha. Em mời cô chú anh chị mình gặp luôn ông chủ để ông chủ chào giới thiệu và giao lưu nha. Rồi, chào ông chủ ơi. Dạ em xin chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng cả nước nha. Hôm nay em quay tới lại kênh thì em có một số mai thành phẩm chơi tết 2024 cho cô anh chị, chú anh chị. Rồi. Vô cây đầu tiên vô cây đầu tiên là cây A1 nha cô chú anh chị. Rồi. Cây này giống gì đây ông chủ? A1 này cây là siêu bông Sài Gòn nha cô chú. Dáng bay luôn ha. Mình quay sức ba cho cô chú anh chị mình thấy cái dáng bay luôn ông chủ ơi. Rồi, cây dáng bay rất là đẹp nha cô chú anh chị. Có củ đế ha, hàng vô nút nụ, hàng chơi tết nha cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn chủ ơi. Hoành được 16 ạ. Rồi. Bay được 80. Rồi, cái này vô chậu dĩa là đẹp nha. Cao 50 ạ. Rồi. Rồi cái A1 này em xin vô lưu là 600 ngàn em bao phí ship nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số A2. A2 là cây hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Cây này tàn vô dây chỉnh sửa là tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi cho xin thông số luôn chủ ơi. Hoành được 15. Rồi. Cao 68. Rồi. Ngang 75 ạ. Rồi. Cây này em xin giao lưu là 650 nha. Đợi cây. A3 là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Rồi, cây này tàn cũng phải nói là ok luôn cô chú anh chị ha. Tàn đều á. Nút nụ ngon lành nha. Rồi, thông số luôn ông chủ ơi. Có đế luôn cô chú anh chị nha. Đế một củ luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cái vàng đế có luôn ha. Hoành nó được 11. Rồi. Cao 55. Rồi. Ngang 60. Rồi. Rồi cái A3 này em xin vô luôn là 550 nha. Rồi, đỡ cây luôn ha. A4 cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cây này tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Nó xuất sắc cái tàn luôn á. Cây rất là đẹp nha. Cái này lên cái chậu dĩa đẹp lắm nha. Cái này ghép được 3 bo thôi mà cái tàn quá xá luôn. Rồi thông số luôn chủ ơi. Hoành được 15. Rồi. Cao 67. Ngang 60. Rồi. Cây này A4 xin giao lưu 6 tâm nha. Rồi đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số A5 ạ. Rồi. Là một cây họ hương dáng bay nha cô chú anh chị. Rồi, dáng bay quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Cái tàn bay bự lắm nha cô chú anh chị. Có đế luôn ha. Cái này mình ghép được 2 bo. Rồi thông số luôn ông chủ ơi. Cái chột ghép nó bự hơn ngón tay cái em luôn cô chú anh chị. Rồi, hàng già mùa nha cô chú anh chị mà. Hoành nó được 12 ạ. Hàng lên nút nụ non rất là nhiều rồi nha cô chú anh chị nè. Rồi. Chiều bay nó là được 1m2 ạ. Rồi. Ngang được 70 ạ. Rồi. Rồi cây này em xin giao lưu là 600k nha. Rồi 600 ngàn bao phí ha. Dạ. Đổi cây. Rồi tiếp theo cây mã số A6 ạ. Rồi. Là cây siêu bông cây hoa hồng Thanh Tú nha cô chú anh chị. Rồi cây tàn khá luôn ha. Có củ đế như trang thú ngồi thấy cưng của chú anh chị. Rồi. Thông số luôn chú ơi. Cây thì vô nút nụ non ha, hoa hồng thì mình đừng có lúc gài thì đừng có lựa hàng mà nút nụ bự nha cô chú anh chị. Nút nụ bự là lúc gài mà hoa hồng là chết. Hoành được 12 ạ. Rồi, hoa hồng nó dễ nở lắm cô chú anh chị á, nên lúc gài mình lựa cái mới lên nụ kim hoặc lên cựa gà thôi nha. Cao 72. Rồi. Ngang 60 ạ. Rồi. Rồi cây này em xin giao lưu 6 tâm nha. Rồi mình đổi cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số A7 ạ. Rồi. Cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị.
Cái tàn phải nói là cũng khá là ok luôn cô chú anh chị mà. Tàn toàn có nút nụ kim ở tên rồi nha cô chú anh chị. Rồi, đây vô nút nụ kim rồi ha. Rồi nút nụ ha. Siêu bông thì lúc gà lên nụ vậy là vừa nha cô chú anh chị. Cây này của bộ đế nó còn ở dưới nó chưa hay hát ra nha. Rồi. Rồi, nó không số. Hoành được 12 ạ. Rồi. Cao 60. Rồi. Ngang 50 ạ. Rồi. Rồi, cây này em xin dâu luôn là 5,5 nha. Rồi, mình để cây luôn nha. Rồi, tiếp theo cây mã số A8 ạ. Rồi. Là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cái này tàn cũng phải nói là ok luôn á cô chú anh chị mình. Tàn đều đẹp nha. Có đế luôn ha. Này, cái này ghép được 4 bo lớn ha. 5 bo. 5 bo. Rồi, thông số luôn chú ơi. Quanh nó được 15 ạ. Rồi. Cao 55. Ngang 60 ạ. Rồi. Rồi cây A8 anh xin giao lưu là 600k nha, bao phí ship. Rồi đỡ cây luôn ha. Rồi tiếp theo cây mã số A9 ạ. Cũng là cây siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Cây này cụ đế rất là quái luôn cô chú anh chị ha. Cụ đế đẹp ghê cô chú anh chị. Rồi, thông số luôn ông chủ ơi. Cây này hoành được 12. Rồi. Cao 52. Rồi. Ngang cũng 52 ạ. Rồi. Rồi cây này cũng xin vô lưu 600k nha. Rồi 600 bao phí ha. Dạ. Đợi cây. Cái A10 nha. Rồi mã số 10. A10. Cây hoa hồng, hạnh tú nha cô chú anh chị. Cái tàn quá đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, thông số luôn chú ơi. Quanh được 11. Cao 66. Ngang 80. Rồi. Rồi cây A10 này là em xin giao lưu là 600k nha. Rồi. Cây A10 này cũng là cây cuối clip của em nha. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem clip của em hết và mong cô chú anh chị lựa chọn được cây yêu thích để chơi Tết 2024 nha cô chú anh chị. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Rồi em cũng thay mặt cho kênh cũng như anh Bình cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn tin tưởng yêu thương và ủng hộ cho kênh. Rồi cảm ơn cô chú anh chị mình xem được cây này giá cả hợp lý mình ủng hộ cho nhà vườn nha. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.